Em cầm đi, em cầm tô đây. Mình hát tôi một song nhé bạn nhé, cho mình xin một lần đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn. Bây giờ mình đây tô màu xong các bạn ạ. Hello tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video chỉ dạy kỹ năng tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu.
Mới tay nghe đã về. Chào rất lâu. Đêm mà nghe nhạc chiêu chiêu. Bật nhạc trong đêm ngủ nghe phê rất là. Có điếc anh nghĩ chứ. Điếc cái tài. Đêm nó kiểu nó yên tĩnh nhưng mình ngủ nghe nhạc phê. Điếc sạch tài. Sinh ra đời là yêu yêu cũng tinh nha cũng sinh vì thế vừa là mình đã xong một cái quận thứ hai cho mình xin một lần là vì cảnh cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Cái gì vậy? Không biết. Bố phải thế. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Cho cái gì? Cho sinh phí. Còn đây có vợ, có chồng. Không biết, chắc có thằng chứ. Ô cái này tôi mò rồi. Sai. Ok, tôi chèn. Đâu không? Tôi vẫn lâu. Là tôi đẹp nhỉ. Của tao ơi. Là. Vừa mới tô xong rồi. Nhưng mà ra cho xem rồi. Vừa mới tô xong rồi. Xóa đồ. Trời. Xóa đồ gì? Xóa gì? Kìa luôn. Cái bút bè. Chào chị em, không muốn quẹt, cái này không muốn quẹt, cái này đập nhá vá là muốn quẹt.